Ngày 11 tháng 9, các lực lượng trên địa bàn xã Vĩnh Hậu cùng với đội từ thiện xã Châu Phong, thị xã Tân Châu ra quân dặm giá lại các đoạn lộ bị hư hại do mưa bão trên tuyến đường giao thông liên xã. Theo đó, trong 4 ngày ra quân, hơn 80 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã hăng hái, nhiệt tình tham gia dặm giá rải nhựa lại tuyến đường giao thông liên xã bị hư hỏng, xuống cấp do mưa bão thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lịnh và Vĩnh Thuấn với chiều dài hơn 5 km, trị giá trên 150 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Kính thưa quý vị, chúng tôi là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu, có xét thấy cái đoạn đường xã Vĩnh Hậu từ dầm sáng đến cầu Dầm Thơ bị lũng lỗ nhiều quá, cho nên cái phương tiện đi lại của bà con dân gặp khó khăn trong cái mùa mưa này, cho nên ban sự có kết hợp với chữ thập đỏ xã, với mặt trận xã, bàn bạc với chính quyền địa phương, được chính quyền địa phương thống nhất cho phép, ban sự cùng với chữ thập đỏ và mặt trận vận động nhân dân kết hợp với cái đội mà giảm giá đường của Úc Phện Châu Phong và với cái đội mà giảm giá đường của chú thầy giáo Vũ ở trường trung học cấp 2 kết hợp để mà làm cái đoạn đường từ Vĩnh Hà, từ dầm sáng đến là cầu Dầm Thơ để giảm giá cái tất cả những lỗ lũng đó để cho bà con và nhân dân đi lại là được dễ dàng, nhất là xe chuyển bệnh của chúng tôi chuyển bệnh nhân dân đi thật nhanh chóng. Thì trong cái chương trình này thì tôi thấy mấy ngày dài thì được sự cho phép của chính quyền địa phương xã Vĩnh Hậu, cho phép ban sự xã Vĩnh Hậu kết hợp với chữ thập đỏ xã Vĩnh Hậu kết hợp với ban từ thiện để mà giảm giá cái lộ giao thông đường Vĩnh Hậu xã Vĩnh Hậu để cho bà con người tới lui nó được thuận tiện, chứ cái đường mình bây giờ nó lỗ hang quá nhiều, đi nó bất tiện, nó khó khăn cho bà con, nhất là mấy đứa em đi học sinh nó cũng khó khăn. Nhưng mà giá được gì thì mấy em với bà con đi tới lui thuận tiện, mấy em đi học sinh đi học cũng rất là dễ dàng. Thì tôi cũng rất là nhiệt tình tham gia với đội từ thiện với xã, thử cũng vận động số bà con cũng gần cận có lòng tiếp đóng công với góp sức để làm cho quê hương cái xã Vĩnh Hậu nó ngày càng tốt đẹp hơn, mấy đứa cháu đi học cũng dễ dàng hơn, bà con tới lui cũng dễ dàng hơn. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu cho biết, nhận thấy đường liên xã hiện đã xuống cấp, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, qua đó đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các mạnh thường quân cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Sau khi nâng cấp đường giao thông liên xã sẽ trở nên bằng phẳng, sạch đẹp hơn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng, thuận lợi. Thank you.